Kính chào quý vị, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, thêm một thông tin kinh hoàng vừa gửi về cho chúng tôi từ Trung Quốc hôm nay. Khi chỉ trong một đêm, hàng tấn các loại thủy sinh đều phải bỏ xác trên bãi biển từ tỉnh Giang Tô kéo dài xuống Quảng Đông, Trung Quốc sau khi quái thú phương Tây quét qua mang theo những cơn mưa to chứa cả rừng vi khuẩn độc hại. Người dân đại lục phải chứng kiến một cảnh tượng thật sự khổ đau khi có tới hàng triệu sinh vật biển từ cá, tôm hùm, cua, sò điệp, lươn đất, cá tuyết đang phơi xác trên bờ. Theo các chuyên gia, quái thú phương Tây ở đây chính là cơn bão đã tạo ra những đợt thủy triều và gió xoáy lớn khiến thảm sinh vật dưới đáy biển bị cuốn thẳng lên bờ. Các đợt gió cực mạnh ở phía đông đã tạo ra những đợt sóng cao tới 6,2 m, đồng thời không khí lạnh bất ngờ thổi vào khiến nhiệt độ nước biển giảm ít nhất 8 độ trong một ngày. Cùng với đó là những cơn mưa tương xuống khiến các thủy sinh vật bị cắm những vi khuẩn độc hại gây ra tình trạng chết hàng loạt. Các thảm họa kết hợp với nhau cộng thêm gió đã cuốn tất cả lên bãi biển. Thậm chí đến lúc này cũng vậy, sau mỗi đợt sóng lại có sinh vật xuất hiện. Đến sáng ngày 6 tháng 8, khi bão tan đi, những gì nó để lại là một bãi chiến trường thật sự kinh khủng. Toàn bộ bãi biển ngập trong hàng tấn các loại thủy sinh, một số còn thoi thóp nhưng đa phần đã chết như ngà dạ. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão đã đổ bộ dọc các tỉnh ven biển Trung Quốc. Tuy thời gian của bão này ngắn, chỉ kéo dài từ 22 giờ tối ngày 5 tháng 8 đến 3 giờ 25 phút sáng ngày 6 tháng 8, nhưng sức hủy diệt vô cùng kinh hồn, khiến toàn bộ khu vực dọc bờ biển Trung Quốc chìm trong hỗn loạn. Để giải thích cho sự hủy diệt của quái thú phương Tây cùng cơn mưa chứa đầy ổ vi khuẩn, thì một nghiên cứu vừa được hé lộ, các hạt mưa đá trút xuống từ những đám mây bão nuôi dưỡng nhiều loại vi khuẩn có xu hướng cư trú trên cây trồng, cũng như hàng ngàn hợp chất hữu cơ thường được thấy trong đất. Một số loại vi khuẩn có thể làm kết tinh các hạt tinh thể nước đá vốn có tác dụng gây mưa. Điều này cho thấy chúng có một vai trò nhất định trong việc gây mưa. Các đám mây bão là hiện tượng vô cùng dữ dội. Chúng đang hút lượng lớn không khí ở dưới các đám mây, và đó là cách mà các vi khuẩn có thể xâm nhập vào mây. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện đời sống vi khuẩn trong các đám mây trôi nổi trên những đỉnh núi. Họ nhận thấy vi khuẩn có bao phủ một diện tích xa tới 40 km và sống sót bằng cách tụ thành đám trong không gian. Sau khi tìm hiểu về đời sống vi khuẩn của những đám mây bão dữ dội đang quần lượn phía trên bề mặt trái đất, thì các cộng sự khám phá ra rừng vi khuẩn có thể phát triển trong các đám mây, tăng số lượng và sau đó làm biến đổi tính chất hóa học của các đám mây, cũng như bầu khí quyển một cách gián tiếp. Họ nhận định việc vi khuẩn từ không khí xâm nhập vào các đám mây cũng làm cho bầu trời không khí trái đất đóng vai trò kết nối với các hệ sinh thái ở cách xa nhau. Một số loại vi khuẩn nhất định tỏ ra xuất sắc hơn trong việc xâm chiếm các môi trường ở cách xa hơn chúng sinh ra. Hiểu về cách thức của vi sinh vật phân tán vô cùng hữu ích cho ngành dịch tễ học và các quốc gia trong lĩnh vực sinh thái học. Vi sinh vật, một chuyên gia cho biết. Anh Chiêu Liêu, một người dân sống ở Giang Tô cho biết, giống như bãi chiến trường thật sự hỗn loạn. Ở đây có mọi sinh vật biển như cua, tôm hùm, sò điệp, lươn đất, cá tuyết. Có hàng trăm ngàn con cua, tôm hùm, hàng triệu con trai, chúng tôi chẳng thể đếm hết được. Khoảng 80-90% tôm hùm đã chết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cảnh tượng này, đó là tự nhiên đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra. Kính thưa quý vị khán giả, hôm 5 tháng 8, truyền thông quốc tế và truyền thông của Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một trận vòi rồng kinh hoàng đã tàn phá một khu vực rộng lớn ở Phúc Kiến, đặc biệt vùng ngoại ô thủ đô Phúc Châu. Người dân cũng thường gọi là hiện tượng vòi rồng bằng một cái tên khác chính là lốc xoáy. Nhiều nhân chứng đã ghi lại được những hình ảnh cực kỳ khủng khiếp khi vòi rồng tàn phá nhà cửa, làng mạc, các cơ sở hạ tầng, vật chất. Trong đó có cả việc cuốn mất hút hơn 34 người dân và quan chức chính quyền. Sau nhiều giờ quần thảo, để lại một cảnh tượng tan hoang, đổ nát như cảnh tượng sau một cơn bão dữ quét qua. Theo một thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, ước tính có 1.300 ngôi nhà bị tàn phá gần như hoàn toàn. Nhiều diện tích đất đai hoa màu bị hư hại nặng và có hơn 10.000 người phải sơ tán cùng hơn 30 người bị mất tích. Hiện đang được các loại trực thăng cứu hộ gồm hơn 25 chiếc nỗ lực tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân đang bị trọng thương. Nhiều xác người được phát hiện cách đó gần 200 km, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đô la Mỹ. Trong lúc này, gần như cùng thời điểm xảy ra trận vòi rồng kinh hoàng ở Phúc Kiến,
thì một trận mưa đá ở hai tỉnh, thành phố Nam Ninh và Lai Tân ở Quảng Tây gây ra ngập trận lụt đặc biệt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều xe ô tô. Mực nước mỗi ngày một dâng cao hơn, làm cho chính quyền phải phát động cảnh báo đỏ do mưa lũ. Hàng loạt trường học bị đóng cửa, lượng mưa đo được tại các thành phố Quảng Châu trên 308mm. Chỉ trong vài giờ, mưa như chút nước, lượng mưa tích tụ nhiều khu vực đã đo được tăng lên 425mm. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử của tỉnh này từ trước tới nay. Mưa lũ lớn cũng đã gây lở nhiều đất, cuốn trôi và vùi lấp, làm thiệt hại hơn 78 người, gây ùn tắc tại nhiều khu vực ở tỉnh này. Theo một thống kê cho tới thời điểm hiện tại, cũng vào thời điểm đó, mây đang phủ kín bầu trời tại Quảng Châu, sét đánh liên hồi vào hai tòa tháp cao nhất của thành phố này, làm cho chúng lắc lư trong vài phút và cửa kính xung quanh tòa nhà vỡ vụn, sau đó gây ra một thảm kịch kinh hoàng, làm cho hơn 25 người trong hai tòa tháp cao tầng bị thiệt mạng. Trong hai ngày qua, tin tức về những dị tượng đã lan nhanh trên mạng xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải được trừng trị, trừng phạt bởi những tội ác của mình. Nhiều cư dân mạng cho rằng hai tỉnh này là nơi tọa lạc của hai nhà máy điện hạt nhân trá hình trong âm mưu chế độ vũ khí nguyên tử, hòng hủy diệt nhân loại, tạo thế thượng phong cho việc nuôi dã tâm thống trị thế giới của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng có lẽ đảng tính không bằng trời tính. Đảng Cộng sản Trung Quốc thích xây đập ngăn nguồn nước, mưu toan khống chế các nước vùng hạ lưu nên ông trời chiếu cố cho thêm nước. Những kẻ lãnh đạo tại Trung Quốc muốn thay đổi thiên nhiên, đấu trời, đấu đất, họ đã phá mất rất nhiều diện tích rừng phòng hộ nên phải gánh lấy hậu quả của ngày hôm nay. Người ta thường nói, người đang làm thần đang nhìn. Những biểu tượng mang tính hủy hoại này là những lời cảnh báo dành cho bao người thức tỉnh nếu không muốn nhận lấy hậu quả tàn khốc hơn sau đó. Dường như để chứng minh cho bọn vô thần Trung Quốc thấy câu nói trên đầu ba thước có thần linh đã hoàn toàn chính xác, thì hàng loạt câu chuyện kỳ bí đã xảy ra. Kính thưa quý vị, hẳn chúng ta không còn xa lạ gì với những tượng Phật đứng vững giữa đống đổ nát sau các thảm họa thiên tai như động đất, sóng thần, vốn đến không báo trước. Tuy nhiên, trong những thảm họa lại xuất hiện những chuyện thần kỳ, những câu chuyện dưới đây cho thấy các bức tượng Phật vẫn đứng vững dưới đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy. Động đất kinh hoàng, lũ quét ập đến, bầu trời Trung Quốc vẫn âm u và mưa suốt từ đêm ngày 29 tháng 7 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sấm sét đùng đùng khiến cho dân chúng Trung Quốc kêu la thảm thiết và liệu rằng có phải ông trời đang muốn trừng phạt Trung Quốc hay không? Đó vẫn là một câu hỏi mở khi khắp nơi đang xảy ra mưa lũ xối xả, xảy ra ngập lụt và tình trạng người dân không kịp di tản và chìm trong biển nước. Toàn bộ đất nước Trung Quốc từ Nam sang Bắc, từ Đông sang Tây, nhiều nơi đã xảy ra mưa bão và khắp nơi xảy ra lũ lụt. Một cư dân mạng bình luận rằng ông trời và mẹ thiên nhiên đang muốn trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là Tập Cận Bình, người được cho là đứng đầu chuyên đi xâm chiếm Biển Đông, lãnh thổ các nước trong khu vực. Thưa quý vị, trong suốt những ngày vừa qua, đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như các trang mạng xã hội đưa tin về tình hình mưa lũ, bão tố mịt mờ ở Trung Quốc, kèm theo đó là rất nhiều các bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng sấm sét có đánh trúng cơ quan đầu não chính quyền của Tập Cận Bình cũng không hết tội. Có rất nhiều ý kiến khác bình luận cho rằng, mong trời đất hãy tiếp tục ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc, bởi vì chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên. Hầu hết các ý kiến đều nói Trung Quốc chính là nguyên nhân gây ra những rắc rối trên thế giới. Điều đó đã được minh chứng bằng những cuộc đụng độ nảy lửa trên Biển Đông, đối đầu căng thẳng ở biên giới, đánh chiếm các quần đảo Trường Sa, đâm chìm tàu cá ngư dân các nước lân cận, gây ra rất nhiều rắc rối cho thế giới. Ngoài ra còn gây ra nhiều hiềm khích với Mỹ, luôn nuôi cái tham vọng nguy hiểm khi thôn tính Hồng Kông, Đài Loan, Macau, hòng khống chế thế giới. Ngoài ra còn bao nhiêu tội ác khác. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt thời gian vừa qua, bầu trời của phía Trung Quốc liên tục nắng nóng dẫn đến hạn hán, rồi trời u ám, đen tối mang theo những cơn mưa to đến rất to, liên tục ùn ùn chút hàng tỷ mét khối nước từ trên thượng nguồn đập Tam Hiệp đến hạ nguồn sông Dương Tử, từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam. Tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua tổng cộng 2 tuần liền bị mưa lũ càn quét, thiệt hại không thể quy đổi bằng tiền. Thế nhưng chính quyền Tập Cận Bình một mặt nói rằng dân chúng Trung Quốc vẫn đang rất ổn, quân đội Bắc Kinh vẫn đang bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông. Mặt khác, ông Tập lợi dụng việc mưa bão kéo dài trong nhiều ngày vừa qua để kêu gọi các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ủng hộ Trung Quốc bằng tiền, bằng lương thực, bằng thực phẩm hoặc là bằng vàng cũng được để Trung Quốc phân phát cho những người dân đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì nhà cửa của họ đã bị lũ cuốn trôi hết. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ rằng những khoản trợ cấp ủng hộ các nước đối với nhân dân vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trung Quốc đã bị ông Tập Cận Bình mang đi đầu tư vào quân sự, quân đội để đi gây chiến với các nước,
Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng các nước không nên ủng hộ tiền hay vật chất cho Trung Quốc bởi vì tiền ủng hộ đó đâu có đến được tay người dân bị lũ lụt. Đấy là nguyên nhân vì sao rất nhiều người dân của Trung Quốc không có niềm tin vào người đứng đầu chính phủ Trung Quốc nữa. Càng ngày họ càng bị chính quyền ông Tập coi không ra gì. Bắc Kinh giờ đây không còn là Bắc Kinh của ngày xưa nữa, giờ họ chỉ biết đi xâm chiếm, gây gổ, gây hấn, muốn đè bẹp các nước, mong cho Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Kính thưa quý vị, vào đêm ngày 5 tháng 8, theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, lũ lụt tồi tệ ở đất nước này trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mùa hè năm nay, hàng chục triệu người trên khắp đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả, gây ra lũ lụt lở đất ở các thành phố, làng mạc tại hàng chục tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn vùi dập 27 trên 31 tỉnh thành, ảnh hưởng đến khoảng 77 triệu người dân, khiến 155 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế cho đến nay ước tính khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Nhưng con số này được cho là mới thống kê, và thực tế của nó phải gấp hàng trăm lần. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở tỉnh Quảng Tây và Quý Châu. Vào đầu tháng 6, những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước, bao gồm tỉnh Giang Tây, phía đông An Huy, phía nam Hồ Bắc, miền Trung. Ứng phó với khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt được nâng lên cảnh báo cao nhất ở nhiều nơi, quy mô của thảm họa là rất lớn. Mực nước của 304 con sông vượt mức báo động đỏ kể từ đầu tháng 6, trong đó có 53 con sông ở mức cao kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, hiện tại mưa ở Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt. Dự báo trong các tháng tới, Trung Quốc còn đón nhận từ 5 đến 7 trận mưa to đến rất to, làm cho mực nước từ các con sông Dương Tử tăng lên đột biến và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp. Rất nhiều tờ báo trên thế giới trong những ngày vừa qua đồn đoán rằng con đập Tam Hiệp đã vỡ, nhưng hiện tại các chuyên gia thủy lợi Trung Quốc nói rằng con đập vẫn chưa bị vỡ. Nhưng nhiều khả năng nó sẽ bị bục và hoặc là bị lở bởi mưa to, lũ quét, sấm sét ập đến trong một vài ngày tới. Tình hình mưa lũ của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm trong một vài ngày tới, bởi vì mùa lũ đang ở đỉnh điểm. Tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Giang Tây, đê sông bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh của trận lũ lịch sử năm 1998 khiến hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người đã mất nhà cửa, ngang với cả đại dịch COVID-19 vừa rồi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!